Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang khảo sát các giấy từ trong tiếng Pháp gọi là les prépositions de lieu. Và trong phần này chúng ta học thêm một phần bổ sung nữa. Và phần giấy từ ở trong bài này nó sẽ luôn chỉ cả nơi chốn và thời gian. La situation dans l'espace. L'espace là không gian, et dans le temps và thời gian. Và chúng ta coi một số các giấy từ đặc biệt. Nó dùng để chỉ luôn cho cả không gian và thời gian. Trước hết chúng ta có giấy từ A. Giới từ A chỉ một điểm ở trong không gian hoặc là một điểm ở trong thời gian. Ví dụ, tôi kết thúc công việc của tôi vào lúc 18 giờ thì chúng ta dùng giới từ A. Je termine mon travail à 18h. Như vậy nói về thời gian. Còn nếu nói về không gian là hiện nay tôi đang ở Paris. Nous sommes à Paris. Hiện nay tôi đang ở trường học. Nous sommes à l'école. Hiện nay tôi đang ở trên lầu 2. Nous sommes au deuxième étage. Như vậy, giới từ A có thể chỉ cả nơi chốn, cả về thời gian. Các giới từ de đi với A và giữa nó có một cái ba chấm, tức là để vào các cái yếu tố gì đó, thì nó chỉ một khoảng cách. Khoảng cách này có thể là thời gian, cũng có thể là không gian. Ví dụ, tôi làm việc từ 8 giờ cho đến trưa, rồi từ thứ hai cho tới thứ sáu, như vậy nói về thời gian. Je travaille de 8h à midi, từ 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Du lundi au vendredi, từ thứ hai cho tới thứ sáu. Như vậy chúng ta đang nói về thời gian. Il y a 800 km de Paris à Avignon. Khoảng cách từ Paris tới thành phố Avignon ở miền Nam đó là 800 cây số. Như vậy trong cả hai câu này chúng ta đều thấy có cái cách nói là de à. Chính là de này, de 8h rồi cho tới à. À là buổi trưa, à midi, như vậy cũng từ cho đến. Rồi khi chúng ta nói về không gian, từ Paris cho tới Avignon, thì đây là nơi chốn, de Paris là một cái địa điểm về nơi chốn, cho tới Avignon, Avignon là một thành phố ở phía Nam, cũng là một nơi chốn. Như vậy chúng ta tóm lại, de à là có thể nói về khoảng cách ở trong không gian hay là thời gian. Cách thứ ba là jusqu'à. Jusqu'à thì chỉ một cái giới hạn ở trong trong không gian cũng như trong thời gian, giới hạn tức là tới đó là hết. Và ví dụ ở bên Pháp, người ta làm việc nói chung là cho tới 60 tuổi, 60 tuổi thì không phải làm việc nữa và hưởng trợ cấp về hưu, không phải làm việc nữa. Như vậy giới hạn là 60 tuổi. En France, on travaille en général jusqu'à 60 ans. Như vậy 60 tuổi là cái hạn hạn cuối, là một cái limit. Bây giờ chúng ta nói đây là thời gian, bây giờ chúng ta nói về không gian. Le TGV Atlantique va jusqu'au Croisic. Cái xe, cái tàu cao tốc, ở bên Pháp gọi là tàu TGV, cái tàu cao tốc mà đi về phía Đại Tây Dương thì nó chạy cho tới thành phố tên là Croisic. Như vậy đây lại là về không gian. Jusqu'au là cho tới một cái địa điểm. Jusqu'à 60 ans là cho tới một cái điểm ở trong thời gian. À partir de cũng chỉ về không gian hay thời gian, nhưng à partir de chỉ một cái điểm khởi hành, một cái điểm xuất phát, kể từ. À partir de là kể từ. L'horaire d'hiver commence à partir du 22 septembre. Lịch làm việc vào mùa đông bắt đầu kể từ ngày 22 tháng 9. Như vậy nói về thời gian, kể từ ngày 22 tháng 9 trở đi, người ta sẽ áp dụng lịch làm việc thời gian. À, lịch làm việc về mùa đông. Il y a des embouteillages à partir de Versailles. Ở đây thì lại nói về không gian. Kể từ thành phố Versailles trở đi thì có kẹt xe. À partir de là kể từ ngày này thì là không gian, là thời gian. Kể từ chỗ này, chỗ kia thì nói về không gian. Và chúng ta đã qua à partir de. Hai giới từ sau đây thì nói về một cái sự phỏng chừng, khoảng chừng không chính xác lắm. Và đều nói về không gian và thời gian. Chúng ta có hai chữ khác nhau và chúng ta cần rất cần phải phân biệt. Nhiều người cứ lẫn lộn mãi, không có thể nào phân biệt được. Vert là khoảng chừng, environ cũng là khoảng chừng. Và chúng ta phân biệt như thế nào? Chẳng hạn là chúng tôi đi về hướng Nam và chúng tôi sẽ tới nơi khoảng 12 giờ trưa. Nous roulons vers le sud. Cái này là nói về không gian này. Chúng tôi đi về hướng Nam. Nous arriverons vers midi và chúng tôi sẽ tới nơi vào khoảng 12 giờ trưa. Thì phía sau là nói về thời gian, phía trước nói về không gian. Bây giờ nói về không gian này, il reste environ 100 km, nói về không gian.
còn khoảng chừng 100 cây số nữa, Citadia Environ une heure de route, nghĩa là khoảng 1 giờ chạy xe. Như vậy environ phía trước nói về khoảng cách về không gian, environ phía sau nói là về một cái khoảng chừng về thời gian. Và bây giờ chúng ta thấy là environ đi với một cái đại lượng quantité, bất cứ cái đại lượng gì chúng ta có thể cân đo đong đếm được thì có thể dùng với environ. Ví dụ mỗi ngày tôi ngủ khoảng 6 tiếng, mỗi đêm ngủ 6 tiếng, như vậy là có thể tính được. Rồi mỗi tháng tôi tiêu khoảng 300 ngàn đồng cho tiền điện thoại, như vậy chúng ta có thể tính được. Rồi tất cả những cái gì bộ xe xe chạy cũng vậy, tốc độ chạy khoảng 40 cây số giờ. Environ là nói tới một cái đại lượng. Chúng ta đưa ra hai ví dụ: Paul environ 30 ans, anh Paul anh khoảng 30 tuổi, như vậy là cái này là một cái đại lượng đếm được. Inga nhà environ 2000 euro, anh ta kiếm được khoảng 2000 euro một tháng. Như vậy cái này là các cái đại lượng cân đo đong đếm được. Trong khi verb thì chỉ bây giờ thôi. Sauf avec il, chúng tôi ăn tối vào khoảng 8 giờ tối. Như vậy nói bây giờ chúng ta dùng verb. Il est environ 7 giờ, bây giờ là khoảng 7 giờ. Như vậy ngược lại này, cũng nói về giờ mà nếu dùng il thì chúng ta có thể dùng environ. Còn tất cả mọi trường hợp khác khi nói về giờ chúng ta phải dùng verb, còn nói về đại lượng chúng ta dùng environ. Và sau cùng chúng ta có giới từ entre và parmi. Entre là ở giữa, parmi là trong số. Entre deux événements, giữa hai yếu tố, chẳng hạn như B et entre A et C. Chữ B thì nó nằm giữa A và C, như vậy là nằm giữa. Còn parmi là nằm trong số rất nhiều yếu tố. Ở đây chỉ có hai yếu tố thôi, nó lọt vào giữa. B est une lettre parmi les lettres de l'alphabet. Ký tự B là một ký tự, nó nằm trong số các ký tự của bảng mẫu tự. Thì entre nous, entre có nghĩa là chỉ trong chúng ta mà thôi. Chẳng hạn như giữa chúng ta có một cái chuyện gì mình có thể thổ lộ, chỉ giữa chúng ta nghe thôi, người khác không nghe. Như vậy là loại trừ người khác. Như vậy là trong cái phần giải thích giáo khoa, chúng ta thấy các cái giới từ chúng ta vừa lướt qua, nó có thể chỉ cho nơi chốn và đồng thời nó cũng có thể chỉ cho thời gian. Và bây giờ chúng ta dựa vào kiến thức về giáo khoa, chúng ta làm các bài tập sau. Bài tập số 1: Complétez avec A, de, jusqu'à, à partir de, hoặc là à partir du. Les enfants sont à l'école jusqu'à 6h du soir. Trẻ em thì ở lại trường cho tới 6 giờ tối. Jusqu'à là cho tới. Và tôi có hẹn vào lúc 5 giờ. 5 giờ ở chỗ nhà ga de Lyon. Như vậy ở đây chúng ta có thể dùng này. Chúng ta ở tôi có hẹn vào lúc 5 giờ ở ga de Lyon. J'ai rendez-vous à 5 giờ. Tôi có hẹn vào lúc 5 giờ à 5 giờ. Rồi ở ga de Lyon thì đây là một nơi trốn thì chúng ta cũng dùng giới từ à. À la gare de Lyon. J'ai rendez-vous à 5 heures à la gare de Lyon. Có khoảng 1.000 cây số từ Paris cho tới Nice, tức là khoảng cách giữa Paris và Nice là khoảng 1.000 cây số. Il y a environ 1.000 km de Paris. Từ Paris cho tới Nice, là chúng ta thấy cho tới thì là de Paris à Nice. Câu số 3, je commence à travailler. Tôi bắt đầu làm việc vào lúc 9 giờ và tôi làm việc trong vòng à tôi làm việc cho tới 18 giờ tối, không có nghỉ. Tức là tôi làm việc từ 8 giờ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều không nghỉ. Je commence à travailler à 9 giờ, vào lúc 9 giờ. Et je travaille, và tôi làm việc cho tới jusqu'à 18 giờ. Để chúng ta để ý này, tôi bắt đầu làm việc vào cái thời điểm này này, rồi tôi kéo dài cái công việc cho tới jusqu'à 18 giờ sans m'arrêter, làm thông tầm mà không có nghỉ. Câu số 4, les sons d'hiver, sons d'hiver là bán sôn, bán hạ giá vào mùa đông,
Commons en général bắt đầu từ 15 tháng 10, 15 tháng Giêng và nó sẽ kéo dài cho tới cuối tháng Giêng luôn. Les sons d'hiver commencent en général à partir du, chỗ này là à partir du bởi vì nó mùng á, à partir du tức là à partir de le là đi với số 15 tức là mùng 15, à partir du 15 janvier et en dure jusqu'à la fin du mois cho tới jusqu'à la fin du mois. Số 5, le bus est payant pour les enfants. Đi xe buýt thì phải trả tiền đối với trẻ em. Rồi kể từ 6 tuổi, dưới 6 tuổi thì không có phải trả tiền. Bắt đầu từ 6 tuổi thì phải trả tiền. Le bus est payant, đi xe buýt thì phải trả tiền đối với trẻ em. À partir de l'âge de 6 ans. À partir de l'âge de 6 ans. Đó là chúng ta vừa làm xong bài tập số 1. À, bây giờ chuyển qua bài tập số 2, chúng ta để ý environ cũng nói là khoảng chừng, vers cũng nói là khoảng chừng, nhưng mà chúng ta đã coi trong phần giáo khoa environ đi với một danh từ chỉ đại lượng, tức là những gì mà chúng ta có thể cân đo đong đếm, trong khi vers chỉ dùng cho thời giờ. Câu số 1, vous dormez combien de temps? Bạn ngủ bao nhiêu lâu? Bạn ngủ bao nhiêu tiếng? Tôi ngủ khoảng 7 tiếng. Như vậy chữ khoảng này chúng ta dùng đại lượng bởi vì 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng chúng ta có thể đếm được. Je dors environ 7 heures. Tôi ngủ khoảng 7 tiếng. Vous vous levez à quelle heure? Rồi bạn thức dậy vào lúc mấy giờ? Tôi thức dậy vào lúc khoảng 6 giờ sáng, không có chính xác lắm, vào khoảng chừng. Và chúng ta dùng vers bởi vì đi với một danh từ chỉ thời gian. Je me lève vers 6 heures du matin. Khoảng 6 giờ sáng thì tôi thức dậy. Vous commencez le travail à quelle heure? Các bạn bắt đầu làm việc vào lúc mấy giờ? Je travaille. Xin lỗi câu số 3. Je commence à 9 heures. Để không chữ à thì chúng ta dùng verb. Je commence vers 9 heures. Ở trong bài này chúng ta chỉ dùng hai giới thứ thôi. Một là verb hay là environ. Vous travaillez combien de temps? Bạn làm việc bao nhiêu thời gian? Je travaille khoảng 8 tiếng mỗi ngày. Environ, bởi vì nó lên một cái đại lượng. Environ 8 heures par jour. Il est quelle heure quand vous rentrez? Lúc bạn đi về thì là mấy giờ? Il est environ. Khoảng 7 giờ tối. Il est environ. Và ở đây chúng ta phải nhắc lại cái luật. Đây là luật từ. Khi chúng ta nói về các ngày, các giờ giấc thì dùng verb. Ngoài ngoài ra các đại lượng thì dùng environ. Environ là đại lượng, verb là nói về giờ. Nhưng ở đây nói về giờ người ta lại dùng environ do bởi nó đi sau in le như chúng ta đã coi ở trong cái phần giáo khoa. Ở trong bài tập số 3, người ta yêu cầu chúng ta bổ túc các cái câu này với giới từ à, de, environ, verb hoặc là các cái phần mà mạo từ, giới từ mà nó lược đi đó, nếu cần. J'habite à Paris. Tôi cư ngụ ở Paris và tôi làm việc ở Orly. Orly là một sân bay, một trong hai sân bay của thành phố Paris. J'habite à Paris et je travaille à Orly. À l'aéroport, ở sân bay Orly là một cái thành phố và chúng tôi làm việc ở sân bay à l'aéroport. Au premier étage, ở lầu 1. Au guichet numéro 7, ở quầy số 7. Tous les jours, tất cả mọi ngày, je commence, tôi bắt đầu làm. Vào lúc 5, ở đây vào lúc 5 giờ chính xác thì như vậy chúng ta không thể dùng vẹt được mà chúng ta phải nói là à, tous les jours, je commence à 5 heures pile. 5 heures pile là 5 giờ đúng, không được sai. Et je termine và tôi chấm dứt vào lúc khoảng 12 giờ, 12 giờ 15 gì đó, như vậy không chính xác, chúng ta dùng verb. Ở đằng trước là chính xác, 5 giờ đúng là bắt đầu, rồi khoảng trưa hay 12 giờ, midi là 12 giờ, hoặc là 12 giờ 15 gì đó. Parfois, je travaille 25 heures,
Đôi khi tôi phải làm việc 24 tiếng sans interruption, không được ngưng nghỉ, từ 7 giờ sáng thứ hai cho tới 7 giờ tối thứ ba. The 7 giờ đi xoa đi à. Sept heures du soir le mardi. Je pars en week-end le vendredi matin. Cuối tuần vào sáng thứ sáu, chúng tôi đi nghỉ cuối tuần. Info khoảng mất khoảng 1 giờ bay thì mới đến được Provence. Các cái chuyến bay nó không thể nào nó tính cách chính xác được, nó cũng thể nào nó có cái sai số. Nếu ít thì là vài ba phút, nếu nhiều thì vài chục phút. Info environ cần phải khoảng cần khoảng 1 tiếng hồ để đi tới Provence. Info environ. Il faut environ 1 heure de vol pour arriver en Provence. Tôi ở đó từ thứ sáu cho tới thứ hai. J'y reste de vendredi à lundi. J'y reste. Tôi ở đó. Y là Provence. De lundi. À. De vendredi à lundi. Như vậy nghỉ weekend đó. Je rentre le lundi vers 3 giờ. Và tôi trở về nhà vào ngày thứ hai vào lúc khoảng 3 giờ, không chính xác lắm thì nói là về. Bài tập số 4 thì người ta lại yêu cầu chúng ta bổ túc với parmi và entre. Entre là giữa hai cái, chẳng hạn giữa hai cái nhà, nhà tôi lọt vào giữa. Còn parmi là trong số nhiều yếu tố. Est-ce qu'il y a un médecin parmi les spectateurs? Trong số khác, các cái khán giả có ai là thầy thuốc không? Câu số 2, choisissez au hasard. Le hasard là sự ngẫu nhiên, choisissez au hasard, chọn lựa một cách ngẫu nhiên những cái trong số các cái lá bài này. Như vậy lá bài thì nó có nhiều và chúng ta tìm ở trong đó một cái tờ bài mà ngẫu nhiên. Parmi ces cartes, les bateaux mouches circulent en permanence. Có những cái tàu, bateaux mouches là những cái tàu chạy dưới sông Seine để cho du khách đi thưởng ngoạn cảnh của hai bên bờ sông. Những con tàu bateaux mouches thì di chuyển một cách thường xuyên cho tới tháp giữa tháp Eiffel là và Notre Dame. Entre La Tour Eiffel et Notre Dame. La Tour Eiffel ở dưới hạ nguồn, Notre Dame ở phía thượng nguồn, và có những cái con tàu nó cứ đi đi lại lại để cho người ta đi trong cái khúc sông đó để người ta ngắm phong cảnh. Câu số 4, xin phô choisir, nếu bắt buộc phải chọn lựa giữa thành phố và nông thôn thì tôi chọn lựa thành phố. Như vậy nếu có hai cái thì chúng ta lựa chọn thì chúng ta dùng giới từ entre. S'il faut choisir entre la ville et la campagne, je préfère la ville. À Paris, le métro ne circule plus. Ở Paris thì xe điện ngầm không lưu hành nữa trong khoảng từ 1 giờ 15 sáng cho tới 5 rưỡi sáng. Như vậy ở đây chúng ta cũng dùng giới từ entre. Trong cái khoảng thời gian này thì tàu nó không có chạy. Và câu cuối cùng, des voleurs se sont glissés. Có những cái kẻ trộm cắp nó len lỏi vào trong số các khách mời, parmi. Khách mời thì có nhiều và kẻ gian nó lợi dụng, nó xen vào trong đó, parmi. Parmi là dùng cho số nhiều, entre thì dùng cho hai yếu tố. Và bài tập số 5, complétez avec A, O, environ jusqu'à entre parmi. Bây giờ là vào khoảng 6 giờ, xin lỗi, 16 giờ, in le, đây này, in le environ. Il est environ 16 giờ. Eric thì đang ở rạp ciné. Eric est au cinéma. Il est taxi. Anh ta ngồi ở hàng thứ hai, au deuxième rang. Rồi, giữa một bà có cái tóc
màu nâu và giữa với một ông có cái râu quai nón, entre. Une dame rousse et un monsieur barbu. En attendant le film, trong khi chờ đợi cuốn phim nó bắt đầu khai chiếu, il prépare son programme, anh ta chuẩn bị chương trình buổi tối nay, il hésite encore, anh ta vẫn còn do dự ngập ngừng giữa một cuộc đi dự một cuộc hòa nhạc và một vở kịch. Như vậy chúng ta dùng giới từ ông do dự giữa hai cái yếu tố này, ông có ông. Eric et Paris seulement mardi prochain et tous les spectacles qui passent actuellement, il a du mal à faire son choix. Eric thì chỉ ở Paris. Eric est à Paris. Paris là một địa danh, chúng ta dùng giới từ A. Eric est à Paris. Seulement, jusqu'à, chỉ cho tới, jusqu'à, seulement jusqu'à. Đây chúng ta thấy là ở câu này người ta đã phát biểu là anh Eric, anh ấy chỉ ở Paris cho tới thứ ba sắp tới mà thôi. Và trong số tất cả những cái phần văn nghệ ở Paris hiện nay thì người ta khó lòng chọn cái gì nó cũng hay hết. Et parmi, parmi là trong số. Và như vậy thì trước khi chấm dứt bài này, chúng ta ôn lại các cái giới từ chúng ta đã học. Giới từ A chỉ một cái điểm ở trong không gian cũng như trong thời gian. De A chỉ một cái khoảng thời gian, một cái khoảng cách giữa cái này và cái kia, và có thể là thời gian, có thể là không gian. Jusqu'à chỉ ra một cái giới hạn trong không gian cũng như trong thời gian. Jusqu'à là cho đến. A partir de là chỉ về khởi điểm của một nơi chốn hay là thời gian cũng được. Vers và environ chúng ta phải cần phân biệt cho rõ. Vers là chỉ về giờ, đây này chúng ta thấy là giờ này. Vers đi với giờ, còn environ đi với một cái đại lượng. Và sau cùng chúng ta có entre et parmi. Entre là giữa hai yếu tố. Ở đây chúng ta thấy này, có hai yếu tố, giữa A và C thì có B. Giữa hai yếu tố, còn parmi thì giữa nhiều yếu tố. Xin chào tất cả mọi người.